Rồi, chào cô chú anh chị, quay lại tiếp tục là giải đáp thắc mắc cho quý anh chị là tại sao tem thì là tem Mitsu để chữ MT400 mà em này hay gọi là Yamaha UF40. Thì con này á là liên danh, rồi là cái bản quyền này á là thuộc về Yamaha. Nhưng mà cái thương hiệu chứ, thương hiệu là thương hiệu Yamaha. Nhưng mà Mitsu người ta mua cái bản quyền lại, người ta đặt sơn một cái màu hồng, màu của Mitsu á, gọi là màu Mitsu đi. Màu Yamaha nó sẽ là màu đỏ tươi hơn xíu, còn cái này kiểu nó hơi hồng hơn một tí xíu nha. Và dán tem Mitsu. Nó còn toàn bộ cầu số trong ruột ở ngoài hay là mẫu mã thiết kế thì đều là giống Yamaha US40. Tốc độ di chuyển chạy nhanh 30/30, số cơ bên cơ, xới cơ, gài cầu cơ, có hỗ trợ gài cầu nhanh khi vào cua rồi nha. Đó, con này là công suất là 40 HP, sử dụng động cơ là 4T84. Mình vừa cho spa. Spa là gì? Mình tắm thôi nha quý anh chị. Mình tắm thôi. Tu của con này là sử dụng là động cơ Beckim 40 PS, tua của nó là 2007 đến 2009 nha. Động cơ của nó là 1.995 lít. À, Beckim. Thì con này mình vừa tắm rửa ra thì nó bỏ lâu quá mọi người. Bỏ lâu nên là cái phần trước nó hơi bị rỉ sét tí xíu, còn toàn bộ mọi người nhìn từng cái con ốc nha. Nó vàng mà nó xanh, những cái ống này của nó là nó xanh, nó đẹp nha. Đúng chắc là cái xe 700 mấy giờ nha. Đúng chắc một cái xe 700 mấy giờ. Đó, mình chưa đánh bóng chưa hết, chỉ mới rửa xong thôi. Mới rửa xong là mình quay cho mọi người xem luôn để cho nó thực tế. Vỏ sau của nó là đi vỏ 13.6/26, ốc tán là xanh rì luôn rồi, đúng cái giá trị của chiếc xe nha. Còn anh chị nào chơi mắc quá thì có thể mua xe mới nha, tại vì con này nó cũng gần như là mới. So với xe mới thì nó cũng là 80 so với là cái giá trị của xe mới nha mọi người. 80 nha. Vỏ sau con này là đi vỏ 13/26, phủ bì bánh sau của nó là 1m6, sử dụng trục đùi thẳng, không phải đùi chiền nha, đùi thẳng. Cốt rất là to nha, cốt này rất là to. Ở bên trong nó mọi người, mình rửa ra xong mọi người thấy nó vàng từ trong ra ngoài nha, vàng rất là vàng, rất là đẹp. Nhớt nè, nhớt mà còn trắng tinh luôn nha, còn trắng tinh, từng con bồ lon này, rất là đẹp. Hệ sử dụng là hệ bên cơ, có ti nghiêng, vỏ sau là đẹp, không răng nứt nha. Vỏ trước là tương đối thôi chứ không gọi là bóng lắm, tại vì nó bỏ lâu quá nó có ti trợ lực lái nha, trợ lực ti và bốt nha. Bốt bên trong này là rất là vàng nha. Đó, heo bét bên này, ga cơ nha. Dòng này thì sẽ có hai dòng, một đời ga cơ, một đời ga điện. Ga điện cũng có thể chuyển ga cơ, nhưng mà nói về độ ngon rin như rin 100% thì không được nha, nó chỉ được 80 thôi quý anh chị. Nó Mitsu MT400 đó, thì khác mỗi này thôi. Từ giờ em dán cái này, cái tem nền này lại, em để là US40 thì nó cũng là như vậy thôi nha quý chị. Giá trị thực của nó cũng không thay đổi gì mấy nha. Nó đây là hệ thống Benker, tầng nhanh chậm, V-side cơ. Cái này là gài thắng rồi, ga cần ga mà nó vàng luôn, nó vàng ống luôn, rất là vàng. Đó, từng cái chốt rất là đã nha. Con tán của nó, ốc nè, đèn trên rồi của nó là nguyên bản của nó hết. Có khung mui che. Tại sao mọi người cứ hỏi là tại sao xe mui che lại mắc hơn xe cabin? Thì hiện tại á là cái dòng xe này, cái xe cabin giá có khi còn rẻ hơn là cái xe máy che mọi người. Tại vì á là cái này á là nó tiện sự làm việc, nó thoáng. Cái thứ hai là cái công việc mà người ta chạy ngoài đồng á, người ta không thích cabin. Thì nên thành ra là cái xe máy che có khi nó đắt hơn xe cabin. Đắt hơn không phải là nhiều rồi, đắt hơn khoảng tầm đâu đó 10 triệu. 5 đến 10 triệu thôi, theo em nghĩ là như vậy. Đó. Vỏ trước con này là chạy vỏ 8/16, tổng chiều dài của nó thì em nghĩ là tầm khoảng 2m7, 2m8 nhiều rồi. Đó, máy che tốc độ rất là nhanh. Cái khung gương mà nó còn cái màu xanh mà nguyên rin nguyên bản của nó rồi, màu xanh kiểu như xanh rêu quá người thấy nè. Hồi trước có một con US 46 mà mui trần á, rồi đó cũng là ga cơ á, mà bán về Đắk Lắk á,
nó cũng đẹp y chang con này, nhưng mà con nó chạy tới gần 1000 giờ, 900 giờ. Con này thì là siêu vip hơn, chạy ít hơn nhưng mà bị bỏ lâu hơn mọi người, bị bỏ quên quá lâu nên thành ra là nó bị xuống cấp. Nó xuống cấp, nó hơi vàng vỏ, nó kiểu như là nó hơi răng nhẹ thôi nha, không phải là nứt hay không phải là cái gì hết đó, cũng còn tương đối là đẹp. Hệ thống số thì chuyển đổi ở trên bô lăng hết rồi, chạy rất là nhanh. Số cấp số tầng thì nó nằm bên này đó, nhanh chậm thì nó nằm bên này. Cái càng số bên dưới này mọi người biết là nó vàng khe luôn á, nhưng mà mình không có tháo ra hết nha. Người ta như mấy cái trước thì rảnh thì tháo ra rửa, nhưng mà bây giờ thì nó đẹp như vậy thì không cần phải tháo rồi. Đây là cầu trước, sau khi mọi người mua thì mình sẽ thay bảo dưỡng hết lại toàn bộ nha, chứ để như vậy thì vô tải là vô làm việc thì không có chắc ăn lắm nha. Lọc nhớt hộp số, lọc nhớt thủy lực là lọc nhớt này, và có một cái lọc ở trong cái lốc nữa, nằm ở trong bên trong cái hộp số thì sẽ thay nha, thay bỏ nha. Đó, bình thì mình sẽ đi bình mới. Hồi trước giờ mà bô e thì sẽ thay bô e mới, nước xanh rin nguyên bản theo xe. Nắp mà nó vàng mọi người ha. Đây, nắp vàng. Đặc trưng của nó là như vậy mọi người. Đó. Bình thì thay bình mới, lọc gió thay lọc gió mới. Lọc dầu thì sẽ thay lọc dầu mới và lọc nhớt động cơ. Nhớt động cơ con này thì đâu đó khoảng tầm 5 lít rưỡi nha. Đó, khoảng tầm đó. Sẽ thay lại toàn bộ thì mới vận hành trơn tru, mới êm ái được nha mọi người. Chứ không phải xe bãi về để giày kêu xe tôi giày về chạy xài cũng được nha mọi người. Chứ về chỉ chạy vòng vòng rồi cho vui thôi, chứ còn nếu mà để mà chạy thực hành, nếu mà đúng của nó thì phải thay nhớt bảo dưỡng lại toàn bộ. Thì thường thường là mình sẽ chà mấy cái ống cao su này cho nó sạch, nhưng mà mình mới rửa qua nước lạnh cho nó gọi là cho nó sạch bớt mấy cái đất, mấy cái bụi lâu ngày thôi. Tại vì cái động cơ con này rất là khô nha, rất là khô. Bếp kim đó, chưa có dấu bùn dấu mỡ hết. À, con này thì kiếm nữa mà kiếm dấu bùn thì chắc cũng hơi khó, tại vì mới có 700 mấy giờ. 732 giờ, một con số rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại. Sẽ lắp lại đầy đủ và mình sẽ cho test thử ở trên đường. Test thử ở trên đường này cho mọi người xem nha. Đây tay ấy anh bà. Vô quá hả? Rồi thôi để mình sẽ gắn lại và mình sẽ test thử nha. Là 2004-2007 thì tốc độ vòng tua nó lên là mắt tua tới gần tới 30 luôn rồi, lên rất là cao. Đạp miếng ơi, máy rất là ngọt, rất là êm, bao hơi hám nha, không đổ hơi, không xì dầu, không chảy nhớt. Đó, động cơ sạch sẽ, máy số êm, cầu số là nguyên rin nguyên bản nha. Đó, máy nghĩa địa thì mình sẽ bao cho quý anh chị là vậy. Máy móc, cầu số nguyên rin nguyên bản. Rồi bây giờ test thử một vòng đi. Đó, gương chiếu hậu rồi đầy đủ. Côn rồi cũng rất là nhẹ nha. Đồng này côn cực kỳ là nhẹ. Ôi chạy tới đừng có che, chạy tới. Rồi chạy tới nhẹ nhẹ ra xíu. Rồi. Nâng hạ nè, số sới quay nè, rồi chạy nhẹ vòng đi, không sao đâu, tại tao quên quay mẹ mất. Rồi tốc độ di chuyển là 30 nha, tốc độ di chuyển là 30 rất là nhanh. Rồi chạy số 3 luôn đi, còn hết số thử coi xịt khói không. Cả cái lắp cầu, nó cả cái vỏ cầu á nha, cả cái vỏ của cây lắp cầu bên dưới á, chuyên gia luôn. 10 con thì về chắc hết 15 con bị rồi, chứ không phải 11 con nữa. Rồi con đó, con này thì bị hư turbo, sửa tháo turbo ra đi sửa.
tốc độ di chuyển về tốc độ chạy rất là nhanh nè. Đậu đậu trước con này nè, đậu trước ở đây, đậu trước đi, mai sửa đậu cái đó, đậu đó. Đậu đó đi, mai tháo cái vỏ ra vỗ lại thôi chứ có gì không. Ghe đừng có sát con đó quá nha. Xong rồi. Rồi, ghe lại miếng. Rồi, ok, ngay tay lái lại đây. Rồi, ok. Rồi, anh tắt máy đi. Rồi, anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ với số điện thoại nha. Hiện tại thì con này với lại một cái sới thì tầm khoảng hơn 2x nha. Hơn 200 cần một con xe này. Đó, quý anh chị liên hệ số điện thoại 0966 588 57 nha. Ok.